Không phải cầm theo tiền mặt, mọi thứ thanh toán chỉ qua di động là xu hướng đang ngày một phổ biến hơn. Thanh toán qua ví điện tử hay là mã QR code là những cách thức đang được triển khai tại nhiều dịch vụ và điểm bán hàng ở nước ta. Đây đều là những công nghệ mới trong thanh toán có liên kết với tài khoản ngân hàng được thực hiện đơn giản trên điện thoại. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị cung cấp đang không liên thông với nhau, khiến cho người dùng, doanh nghiệp và chính các đơn vị vận hành gặp nhiều khó khăn. Bây giờ mình muốn thanh toán bằng mã QR được không? Được anh ạ. Ok, mình sẽ thanh toán bằng ví như là mã QR trên ví điện tử nhé. Bên em thì mới chỉ có ứng dụng trên mobile banking thôi, còn ví điện tử bên em chưa có. Với cái ví điện tử tôi dùng thì không thể thanh toán được bằng cái mã QR mà cửa hàng đang có. Chủ cửa hàng cho biết là để thanh toán được cái mã QR bằng cái ví điện tử của tôi thì chủ cửa hàng sẽ phải đặt thêm rất nhiều cái mã QR như thế này. Sẽ gây khó khăn cho việc quản lý của kế toán bên tôi và cũng như là cho khách hàng, bởi vì khi vào cửa hàng họ cảm thấy là sẽ bị rất là rối mắt bởi những cái mã QR code như vậy. Rõ ràng việc thiếu một chuẩn chung đang khiến cả người dùng lẫn đơn vị bán hàng gặp không ít bất tiện. Nói đến chuẩn chung cho thanh toán điện tử, có thể đơn cử trường hợp của mã QR. Nôm na sẽ là một mã QR của đơn vị A phát hành thì ứng dụng thanh toán bằng QR của đơn vị A, B, C nào đó để có thể nhận diện. Cũng giống như hiện nay, người dùng có thể rút tiền ATM chéo ngân hàng, thậm chí thanh toán mã QR ở nước ngoài như thẻ Visa, Master. Đưa ra một số nguyên tắc và một số quy định về việc là các bên cần phải liên thông với nhau như thế nào để giải quyết được việc là thông báo cho người bán hàng biết được là thanh toán đã thành công ngay tức thì, và phải có quy tắc về chuyện thanh quyết toán bù trừ. Như vậy thì cái câu chuyện thanh toán chéo mạng, thanh toán mới xảy ra được. Một vấn đề nữa phát sinh đó là liên kết thanh toán điện tử thế nào cho tối ưu. Ví dụ đơn vị A liên kết với 5 đơn vị khác thì A sẽ nằm trong một mạng lưới tối thiểu với 5 đầu mối. Gọi nôm na là liên kết mạng nhện. Một cách khác là tất cả qua một cổng trung gian có vai trò kết nối chuyển tiếp. Thông qua một đầu mối duy nhất thì nó là đảm bảo cái tối ưu về đầu tư của xã hội. Thì chúng tôi là đã và đang triển khai cái hạ tầng về số hóa thanh toán để sẵn sàng đáp ứng cho cái xu hướng về thanh toán số, xu hướng về ngân hàng số cũng như là đảm bảo các yếu tố về an toàn bảo mật. Để xây dựng một hệ thống ngân hàng kỹ thuật số trong tương lai thì từng bước nhỏ sẽ phải chuẩn hóa. Và hoàn thiện hành lang pháp lý là đòi hỏi tất yếu. Điều này là nền tảng quan trọng để các loại hình thanh toán của tương lai sẽ không đi vào lối mòn loạn chuẩn như đã xảy ra một thời với thẻ ATM.